Rồi, xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Co68. Thì vào tuần trước thì như anh em cũng biết là mình không có cho ra video cho anh em. Tại vì là như chúng ta thấy là thị trường trong vòng 2 tuần nay là dường như là nó bị đóng băng anh em. Từ cái sự phát triển của các dự án hay là ngay cả về giá của BTC nữa, thì anh em thấy là thị trường của chúng ta đang rất là chán đúng không? Nhưng mà trong tuần này thì mình cảm thấy là mình vắng mặt anh em 2 tuần thì mình cảm thấy mình nhớ anh em lắm. Nên là trong tuần này mình sẽ ra một cái video để mà có thể tổng hợp lại cho anh em rằng là chúng ta đã trải qua một cái quý 3 như thế nào và chúng ta đang ở trước thềm của quý 4. Vậy thì quý 4 nó sẽ có gì mong đợi cho chúng ta để mà thị trường có hồi phục lại hay không? Thì anh em hãy cùng đồng hành với mình trong cái video này nha. Rồi, như anh em thấy đó, thì trong vài ngày qua thôi thì BTC của chúng ta đã có một cái cú hồi phục, mình gọi là cú hồi phục này tạm gọi là nó vững chắc hơn hai cái đợt hồi phục trước của chúng ta đúng không anh em? Khi mà hai đợt hồi phục trước của chúng ta thì anh em cũng thấy rằng là BTC đi từ cái giai đoạn là 18.000 USD lên tầm khoảng trên 20.000 một tí thôi. Nhưng mà sau đó thì rất là nhanh chóng chúng ta đã có một cái cú đâm trở ngược lại vào vùng 18-19.000 chỉ ngay một ngày sau đó thôi. Nhưng mà ngay thời điểm hiện tại đây thì anh em thấy là chúng ta đã ở trên cái mức 20.000 tầm khoảng là từ 2 tới 3 ngày rồi. Thì chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng là tháng 10 của chúng ta hoàn toàn là một tháng hồi phục trở lại để giúp cho anh em có thể thoát bớt hàng những anh coin hoặc là thoát bớt những cái vị thế đang gồng lỗ của mình trong vài tháng qua chẳng hạn. Đó, và theo cái chu kỳ lịch sử của chúng ta thì tháng 9 chúng ta đã đóng lại với một cái tháng gọi là đỏ đúng không? Theo đúng cái chu kỳ mà mình đã từng chia sẻ ở trước đây. Nhưng mà cũng theo cái chu kỳ đó thì tháng 10 của chúng ta hay tạm gọi là một cái tháng là October đi, thì chúng ta thường sẽ có một cái màu xanh trong tháng này. Và đó cũng là cái nguyên nhân, đó cũng là một cái lý do đầu tiên mà mình nghĩ rằng là anh em cũng chúng ta cũng sẽ có khá nhiều hy vọng trong tháng này nữa ha. Rồi, và chúng ta điểm qua quý 3 vừa rồi chúng ta có gì nhá anh em. Rồi, xin chào anh em. Tại vì là ngày hôm qua khi mà mình quay cái video cho anh em xong đó thì sáng hôm nay mình dậy thì đột nhiên thị trường của chúng ta đã có một cái thông tin khá là bất ngờ. Đó chính là cái blockchain BNB Chain. Đó, một cái hệ sinh thái rất là lớn được sàn Binance phát triển và hậu thuẫn luôn. Thì cuối cùng là cũng đã bị tấn công rồi anh em. Thì đây là một cái tin tức khá là lớn trong cái diễn biến mà anh em thấy là giá cả của BTC vẫn đang khá là nhạy cảm. Đó thì mình phải ngay lập tức để mà mình cập nhật cho anh em vào trong cái video này mà thôi. Đó, thì cái thông tin thì mình sẽ đưa tin nhanh cho anh em ha. Thì cụ thể đó thì vào rạng sáng ngày 7 tháng 10 thì cộng đồng thì họ rất là xôn xao dưới một cái thông tin này là cái blockchain BNB Chain đó đã bị tấn công khi đã có một cái số lượng lớn token nó được luân chuyển một cách rất là bất thường. Đó, thì cụ thể ở đây đó chính là đã có một loạt các giao dịch họ chuyển các token qua lại với nhau từ BC Token Hub đến một cái địa chỉ lạ nào đó. Theo cái ghi nhận mà ban đầu của cái vụ hack này đó thì cái số tiền mà tin tặc sau khi mà thực hiện chuyển và tấn công vào cái BC Token Hub đó thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 2 triệu BNB thôi. Nhưng mà anh em biết được rằng đó chỉ là 2 triệu token, nhưng mà nếu mà chúng ta quy đổi ra đô la thì nó là một cái con số rất là lớn anh em. Đó, nó rơi vào tầm khoảng nửa tỷ đô, mà chính xác hơn đó chính là 580 triệu đô la. Đó, và ngay cả những cái đơn vị mà họ bảo mật nền tảng và bảo mật blockchain như Paxil thì họ cũng đã xác nhận cái thông tin này rồi. Thì đây là một cái lần đầu tiên mà mình nghĩ là đã sau tầm khoảng là hơn 1.5 năm. Đó, thì mình xin xác nhận lại là đây không phải là lần đầu tiên BNB Chain bị tấn công. Anh em phải nhớ là từ cái lúc mà đầu năm 2021 khi mà CZ và ngay cả sàn Binance họ ra mắt cái Binance Smart Chain đó, thì ngay thời điểm đó là cái Binance Smart Chain nó cũng đã bị trục trặc khá là nhiều vào cái thời điểm đó rồi. Nhưng mà đó là cái câu chuyện mà xảy ra tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi trước. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại, ngay tại cái thời điểm 1 năm rưỡi trước cho đến hiện tại đó, thì trong cái khoảng thời gian đó thì dường như là Binance Smart Chain đã không có bị bất kỳ một cái ảnh hưởng gì khác, nên là chúng ta đã quên cái đó đi. Cho đến ngày hôm nay nó đã lại lặp lại rồi. Nhưng mà cái vị thế của BNB Chain ngày hôm nay nó đã khác rất là nhiều so với cái Binance Smart Chain hồi đó, đúng không anh em? Đó, và đây dường như là đánh dấu một cái việc gọi là một trong những cái blockchain lớn nhất thế giới, có uy tín gần như là bậc nhất thế giới đã cuối cùng cũng đã bị gãy rồi. Đó, thì chúng ta có gì? Chúng ta có Solana, chúng ta có Avax, chúng ta có tất cả mọi thứ chúng ta, và bây giờ chúng ta có BNB Chain. Thì bây giờ chỉ còn ai nữa ạ? Bây giờ chỉ còn Ethereum mà thôi. Đó, thì đứng trước cái sự việc này thì CEO của Binance, chính là CZ đó, thì ông đã xác nhận là chúng tôi cũng đã bị hack rồi, và ông cũng đã cho dừng cái blockchain này vào cái thời điểm mà tầm khoảng là sáng hôm nay anh em. Đó, thì về cơ bản thì cái vụ hack này thì cái BC Token Hub đó thì nó cũng là một cái cầu nối blockchain mà thôi. Thì
về cái việc mà cái bộ hát mà liên quan nhắm đến blockchain thì mình đã, cũng sẽ không giải thích quá nhiều, hiện nay mình đã quá là quen với những cái việc mà hack tấn công nhắm vào blockchain trong những thời gần đây đúng không? Dường như là mỗi tháng là sẽ có một vụ blockchain, chúng ta có tháng 3, chúng ta có Ronin, rồi chúng ta tiếp theo chúng ta có Nomad, chúng ta có những cái cầu nối đơn giản như là Horizon của Harmony, và chúng ta có rất nhiều những cái cầu nối khác cũng bị tấn công. Thì bây giờ chúng ta có BC Token Up của BNB Chain đó. Thì mặc dù là ở đây hồi nãy mình có nói anh em là mặc dù cái số tiền á, mà tin tặc đã lấy đi tầm khoảng 2 triệu NB, là hơn là trị giá là 580 triệu USD đúng không? Thế nhưng mà ngay cả chính CZ khi mà ông đưa ra cái thông tin xác nhận đó, thì ông nói là cái thiệt hại mà ước tính từ vụ tấn công là chỉ khoảng 100 triệu USD mà thôi. Và ông cũng đã đưa ra những cái lời trấn an đối với người dùng rằng là ra sao, là số tiền đại diện cho cái token mà trong cái vụ hack này đó thì sẽ được bồi thường và thu hồi bằng một cái cách nào đó. Và ông cũng sẽ nhanh chóng để mà giải quyết cái vấn đề này, để mà đem lại một cái niềm tin nhất định đối với người dùng, theo theo cái triết lý mà anh em thấy là TZ mỗi lần đưa ra đối với người dùng là Safo đúng không, là tiền của bạn là luôn được an toàn và luôn được nằm trong túi bạn đó. Thì ngay khi mà cái vụ hack này đưa ra, và cũng giống như là những cái lời thông tin của CZ đó, thì đến chiều ngày 7 tháng 10 là cái lúc mình làm cái video này nè anh em, thì BNB Chain tuyên bố là đã khắc phục được vấn đề trở lại và nối lại hoạt động ở trên toàn bộ blockchain đó. Thì kèm theo đó là những cái tuyên bố để mà có thể là trấn an cộng đồng, nên mình có thể gây dựng lại niềm tin đối với cộng đồng. Thì mình cho rằng là ở đây đây là cái vấn đề mà bất kỳ một cái blockchain nào cũng phải làm thôi, và đặc biệt đối với BNB Chain nữa. Nhưng mà ở đây thì sau cái vụ này thì mình đánh giá rất cao BNB Chain, thì dường như mình cảm thấy rằng là họ đã dần trở nên chuyên nghiệp hơn và định vị mình là một trong những cái blockchain lớn nhất thế giới hiện nay đó. Thì đó cũng là điều dễ hiểu mà thôi, có vẻ là cái cách xử lý của họ rất là chuyên nghiệp, và họ đóng khi mà họ đóng cái hoạt động mạng của blockchain, họ 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 bắt đầu họ truy vết cái việc mà hacker diễn biến ra sao, thì họ đều thông báo rất tích cực đến với cộng đồng và cho cộng đồng biết được rằng là à, chúng tôi bị như thế này và chúng tôi bị như thế kia, chúng tôi đóng blockchain, chúng tôi không hoạt động nữa. Thì họ cũng đã thông báo tới cộng đồng, không chỉ thông báo trên BNB Chain thôi, mà ngay cả cái người đứng đầu hỗ trợ đó chính là CZ của sàn Binance, ông cũng lên ông trấn an luôn. Và cuối cùng là khi mà họ mở lại blockchain thì họ cũng đã thông báo một cách rất là minh bạch và rõ ràng. Thì cái điều này đó nó chứng tỏ rằng là sao, chứng tỏ rằng là BNB Chain đã follow người dùng rất là tốt, và điều đó thì cho chúng ta thấy rằng là anh em thấy là mặc mặc dù cái đòn BNB á, ngay cái khi mà đã hack, ngay cái khi mà gặp cái sự cố này á, thì rơi giá đúng không, nhưng mà bây giờ là dường như là mình cảm thấy đã phục hồi trở lại rồi, chứ không giống như những cái blockchain khác. Ở đây mình sẽ không có nói xấu blockchain nào cả, nhưng mà mình đang nói về về cái cách xử lý á. Thì anh em hãy nhớ lại cái vụ mà những cái vụ tầm khoảng một tháng trước, khi mà chúng ta có cái vụ của Vslot của Solana, thì anh em thấy là Solana khi mà đóng băng cái blockchain lại, ngừng hoạt động thì cũng tự động đóng luôn, mà cũng không có thông báo cho ai hết, mà khi mở lại thì cũng thông báo một cách nó rất là ngoặt, và trong cái quá trình xử lý á thì cũng không có follow up nữa. Và cái điều đó nó gây ra cho chúng ta một cái cảm giác khá là hoang mang khi mà anh bị hack, anh bị các kiểu, nhưng mà anh không có một cái trình tự nào đến người dùng cả, và tự nhiên tự ý đóng blockchain lại, không có thông báo gì luôn. Nhưng mà trường hợp này của BNB Chain thì chúng ta cũng đã thấy một cái mức độ chuyên nghiệp nào đó mà họ đã đem đến người dùng ha. Rồi thì đó là những cái thông tin mới nhất mà mình muốn cập nhật trong cái video của mình. Rồi, mình rất cảm ơn anh em. Rồi, đầu tiên thì chắc chắn rằng là trong cái quý 3 vừa rồi, một cái quý mà rất là tệ đối với diễn biến giá của BTC và đối với hầu hết những anh coi trên thị trường luôn. Nếu mình không muốn nói một cách nặng nề hơn là thị trường của chúng ta bị thảm sát hoàn toàn đó anh em, thì chúng ta phải nhắc đến một cái sự kiện, đó chính là một cái cuộc khủng hoảng thanh khoản. Và cuộc khủng hoảng thanh khoản này nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ việc Luna UST đã quá rõ ràng rồi, và mình cũng đã dành riêng một cái video cũng để nói về cái vấn đề này cho anh em đó. Và ngay khi sự sụp đổ của Luna và UST thì chúng ta đã tiến tới một cái cuộc khủng hoảng thanh khoản khác, đó chính là một cái cuộc khủng hoảng thanh khoản về vấn đề nợ chồng chéo anh em đó. Và nó bắt nguồn từ việc gọi là defect giữa stake ETH với lại là ETH ở trên pool trên Curve, và sau đó là dẫn tới bên phía của chỗ nền tảng lending Celsius, và kéo theo hàng loạt nền tảng lending khác bị đổ sập luôn, và từ đó nó khiến cho thị trường mất cân bằng và ảnh hưởng mạnh đến thị trường sau cái vụ của Luna và UST đó. Thì đây là một cái tâm điểm chính ở trong quý 3 mà chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại. Và mình chắc chắn với anh em rằng là tất cả những anh em nào mà đã
ở trong cái thời khắc vào tháng 5, khủng hoảng thanh khoản bắt đầu của Luna và USDT, và kéo tới cuộc khủng hoảng thanh khoản tiếp theo khi bắt đầu từ cái câu chuyện gọi là ST ETH bị trượt giá về ETH đó. Thì anh em đã ở trong phần lịch sử của crypto rồi, tại vì cái tổn thất mà nó đã mang lại cho cái thị trường chúng ta là quá là lớn. Và riêng về cái vụ mà Luna USDT thôi thì anh em biết là nó trên tầm khoảng 40 tỷ đô rồi, rất rất là lớn đó. Nên là dù chúng ta có đượm buồn một tí với nhau, chúng ta có ngồi một tí với nhau nói rằng là thị trường khi mà vấp phải cái sự kiện này, đúng không, chúng ta cũng đã khá là buồn, nhưng mà sau này khi mà chúng ta nhìn lại với nhau đi thì anh em đã là một phần lịch sử của crypto rồi đó. Rồi, và để mình nói một chút thêm về cái vụ của Luna USDT thì kéo dài tới hiện tại thì đây và cũng đang là một cái chủ đề rất là hot ha anh em. Khi mà CEO của Terra cũ đó là ông Do Won thì ông có ra một cái blockchain mới là cái blockchain Terra 2.0 đó. Thì ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng đã thấy một cái bức tranh nó quá là rõ ràng rồi, đó chính là một cái màn rượt đuổi của Do Won và giới chính quyền Hàn Quốc. Khi mà giới chính quyền Hàn Quốc đó ban đầu họ đưa ra một cái lệnh bắt giữ Do Won và họ yêu cầu là tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đó là Interpol đó là đưa ra một cái lệnh truy nã đỏ. Và cuối cùng đó là sau cái yêu cầu đó khoảng một tuần thì bên phía Interpol họ cũng đã ban hành một cái lệnh truy nã đỏ thật luôn đến cho Do Won. Nhưng mà trên thực tế cái tính nghiêm trọng của nó dường như nó bị bớt nghiêm trọng và nó mang tính giải trí nhiều hơn đối với bản thân của Do Won nữa. Khi anh em thấy rằng là Do Won ông vẫn lên ông tweet hàng ngày, ông nói rằng là ông vẫn rất là bình thản anh em, ông vẫn đi mua sắm, ông vẫn đi shopping, ông vẫn đi dạo, và thậm chí là ông còn không có care đến cái vấn đề là Interpol đưa ra cái lệnh truy nã đỏ nữa. Khi mà ông lên cái trang web chính của Interpol đó thì ông thấy rằng là trên cái trang web chính truy nã của Interpol không có cái mặt ông trong đó, nên là ông không có cảm thấy là ông bất an hay gì cả. Đó thì đó là cái màn rượt đuổi rất là ấy, nó rất là một phần, nếu mà mình nhìn ở một khía cạnh nào đó thì mình sẽ thấy nó rất là nghiêm trọng, nhưng mà một phần thì mình cũng cảm thấy nó khá là hài hước anh em. Đó, và mới đây nữa thì bên phía của chính quyền Hàn Quốc họ còn nói rằng là họ đã đóng băng tài sản của Do Won, và họ còn đưa ra nhiều cái bằng chứng là cái tổ chức Luna Foundation Gold đó anh em thì đã chuyển một số bit, mình nhớ không nhầm là trên 3.003 bit lên hai sàn giao dịch, đó chính là OKX và KuCoin. Đó thì họ cáo buộc rằng là cái tổ chức Luna Foundation Gold này là chuyển lên để có thể tẩu tán cái số tiền đó cho Do Won chẳng hạn, hoặc là Do Won đã cố tình chuyển lên sàn để mà có thể xả số bit đó ra để mà có thể tẩu tán tài sản đó. Nhưng mà phía Do Won thì ông nói là ông chưa bao giờ, thậm chí tầm 2 năm trở lại đây thì ông chưa bao giờ ông dùng sàn KuCoin và sàn OKX cả, nên là những cái cáo buộc đó của giới chính quyền Hàn thì hoàn toàn vô nghĩa. Thì đó là những cái tình tiết mới nhất giữa Luna và USDT và Do Won. Đó thì cái điều này nó vô tình tạo ra một cái câu chuyện anh em, nó tạo ra một cái câu chuyện mà anh em thấy rằng là trong những tuần gần đây luôn thì mặc dù thị trường chúng ta là vẫn đang khá là khó khăn, đúng không, BTC, Ethereum hoặc là thị trường altcoin cũng đang khá là khó khăn, nhưng mà cái độ bơm đâm của Luna đó giữa cái đồng LUNC và cái đồng Luna mới đó thì cái độ bơm đâm của nó vẫn luôn là cuốn hút các nhà giao dịch khá là mạnh mẽ ở cái điểm này đó. Và một phần bị thu hút bởi cái drama này, và một phần nữa thì anh em thấy là sàn Binance họ cũng đã có những cái chiến dịch để mà họ hỗ trợ LUNC khi mà họ đã thực hiện đốt khá nhiều LUNC thông qua cái phí giao dịch anh em, thông qua cái phí giao dịch mà những cái nhà giao dịch họ giao dịch với nhau đó, và đốt trực tiếp bằng đồng LUNC luôn chứ không phải bằng USDT. Thì cái điều này nó khiến cho nhiều người cảm thấy rất là phấn chấn rằng là nếu mà sàn Binance đốt như vậy thì họ bắt đầu họ tính ra một cái công thức rằng là sau bao nhiêu năm thì sẽ đốt đi tổng hết bao nhiêu nguồn cung thì sẽ khiến LUNC tăng giá. Nhưng mà cái đó là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng sẽ mất thời gian cũng khá là lâu, tại vì cái nguồn cung của LUNC anh em dường như nó rơi vào tầm khoảng là hơn 60 mấy nghìn tỷ, đúng không? Đó, và để cho đốt như vậy thì mình nghĩ rằng chắc phải mất hơn cả chục năm, cả 20 năm, hoặc thậm chí là còn hơn cái số thời gian đó nữa. Đó, nhưng dù sao đây cũng là một cái câu chuyện thú vị mà chúng ta tạm khép lại cái quý 3 của chúng ta trong rất nhiều sự kiện trong đó. Rồi, và đến sự kiện thứ hai trong quý 3 của chúng ta đó chính là về cuộc chiến của Ethereum. Và cuộc chiến này mình tạm gọi đây là một cuộc chiến nội bộ đi, nội bộ của hệ sinh thái Ethereum. Và cái cuộc chiến nội bộ này nó lại xuất phát từ một cái bản nâng cấp lịch sử quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Ethereum, đó chính là The Merge. Thì The Merge thì dĩ nhiên là một sự kiện đã xảy ra rồi đó, nhưng mà mình cũng cần phải nhắc lại rằng là đây cũng là một cái sự kiện mà chính anh em sẽ là những người sau này sẽ còn nhắc lại rất nhiều, và chính chúng ta cũng đang đứng trên một cái chứng kiến một cái thời khắc của lịch sử của crypto, đó chính là bản nâng cấp lịch sử lớn nhất của Ethereum khi mà chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận Proof of Work sang Proof of Stake, một cái điều mà không có bất kỳ dự án nào trên thị trường của chúng ta làm cả, và Ethereum là đại diện đầu tiên làm cái vấn đề này đó. Nhưng mà vô tình nó có một cái điều thú vị ở đây rằng là mặc dù là cái bản nâng cấp lịch sử lớn nhất như vậy, nhưng mà nó đã gây ra một cái cuộc chiến nội bộ của Ethereum. Và cái cuộc chiến nội bộ là gì?
là một phe thì họ muốn rằng là Ethereum phải đi theo Proof of Work, và một phe thì họ ủng hộ Ethereum đi theo Proof of Stake. Thì cái cuộc chiến nội bộ này đó, mình đã cũng đã nói rất rõ với anh em trong một video về làm riêng về The Merge và về Ethereum rồi. Và cũng đã có rất nhiều hoài nghi rằng là Ethereum sau khi tiến hành, sau khi triển khai The Merge xong, thì liệu sẽ có một cái phiên bản fork nào đó của Ethereum ra Ethereum Proof of Work hay không. Thì bây giờ bức tranh đã quá là rõ ràng rồi, khi mà chúng ta cũng đã có một cái phiên bản Ethereum Proof of Work, đó chính là cái đồng ETHW này. Và đây cũng là một cái xu hướng mà rất nhiều anh em đang cực kỳ quan tâm trong thời gian gần đây, khi mà Ethereum Proof of Work, cái dự án này họ bắt đầu họ xây dựng hệ sinh thái y chang Ethereum luôn. Họ bắt đầu họ build the app, họ bắt đầu họ build những cái nền tảng trên đó, cả NFT nữa. Đó thì tức là sao? Tức là nói một cách mà mình không muốn châm biếm cho mấy, đó chính là Ethereum Proof of Work là dường như là thừa hưởng tất cả di sản của Ethereum vậy. Và những cái dự án build trên đó thì đối với mình thì mình chỉ xem đây chỉ là những cái dự án mà họ cố tình họ xây một cái hệ sinh thái copy y chang bên Ethereum Proof of Stake thôi, để có thể tạo ra một cái game mới để cuốn hút người dùng vào, và sau đó là sau nó sẽ có những cái cú bùm đùm để cho anh em. Y chang những cái sự kiện hồi đó, anh em có nhớ rằng là năm 2017 chúng ta cũng đã có một cái sự kiện hard fork, cũng một cái đồng cũng tồn tại đến bây giờ cũng khá là lớn, đó chính là đồng Bitcoin Cash được hard fork của Bitcoin. Đó sau khi là được hưởng ứng từ cộng đồng rất là nhiều đúng không? Bay từ cái giá mình nhớ không nhầm là tầm khoảng là mấy chục đô đó, bay lên 2000 mấy đô luôn, nhưng mà bây giờ là nó cứ chìm dần và đến thời điểm hiện tại thì Bitcoin Cash thì đang dao động tầm đâu đó tầm khoảng 120 mấy đô. Đó thì Ethereum Proof of Work cũng vậy. Nhưng mà cái điều ở đây chính là cái điều hay ở đây mình chính là mình muốn nhấn mạnh là cái việc tốt cho Ethereum nhưng mà vô tình lại tạo ra một cái cuộc chiến. Mà vào cái cuộc chiến này mình nghĩ rằng là đây cũng sẽ một phần nào đó định hình lại cuộc chơi của Ethereum. Tại vì sao? Tại vì nếu mà trước đây á, sau, trước The Merge đúng không, anh em thấy là những đồng coin chuyên đào coin về Proof of Work như là Ravencoin, như là Flush, như là những cái đồng coin mà đào sử dụng thuật toán đào như là Ethereum đó, cái thuật toán mà ETH hash đó, thì bay rất là mạnh đúng không? Bay x2x3 trong vòng mấy ngày thôi. Nhưng mà sau khi sự ra đời của Ethereum Proof of Work thì những cái đồng coin đó bây giờ đã chuyển vào quên lãng luôn. Bây giờ người ta chỉ tập trung vào Ethereum Proof of Work thôi. Và nếu có một cái đồng coin có thể gượng vậy được thì đó cũng chính chỉ là Ethereum Classic thôi anh em. Đó, vậy thì đây cũng sẽ là một cái chủ đề thú vị mà mình cho rằng là trong tương lai họ cũng sẽ bàn tán rất là nhiều. Và cái kết cho Ethereum Proof of Work sẽ như Bitcoin Cash hay không, hay là sẽ tạo ra một cái sự đột biến nào đó trong tương lai để mà có thể tồn tại song song Ethereum Classic cộng với Ethereum Proof of Stake bây giờ nữa, thì đó cũng sẽ là một cái điều mà anh em vẫn cần phải hướng tới. Và dĩ nhiên rồi, trong một cuộc chơi thì dĩ nhiên những cái điều mà nếu mà nó quá chắc chắn thì chúng ta sẽ không có cơ hội nhiều. Nhưng mà những cái câu chuyện như thế này thì chắc chắn rằng nó sẽ thu hút người dùng, và nó sẽ khiến cho thị trường của chúng ta càng ngày dạng nở hơn nữa, với nhiều cái giả thuyết được đặt xung quanh cái sự kiện The Merge và Ethereum này ha anh em. Rồi, và đó là cái sự kiện thứ hai mà chúng ta cần điểm qua trong quý 3 vừa rồi ha. Và thứ ba đó chính là về NFT. Thì về NFT thì có lẽ là mình sẽ không nói quá nhiều về NFT đâu, tại vì cái bức tranh của nó cũng đã khá là rõ ràng trong quý 3 rồi anh em. Tại vì trong quý 3 dường như là khi mà chúng ta đã có những cái bộ sưu tập blue chip như là bộ Isaac Club, CryptoPunk hay là Azuki, thì trong mặc dù nó là những cái bộ sưu tập blue chip đó, nhưng mà trong quý 3 dường như là những cái bộ sưu tập blue chip dẫn đầu ngành NFT này đã không thể hiện được mình quá nhiều, khi mà toàn bộ thị trường NFT dường như là bị nhấn chìm trước cái cuộc khủng hoảng và suy thoái của toàn bộ thị trường mà thôi. Khi mà anh em thấy rằng là những cái mức giá sàn của BAYC hay là mức giá sàn của CryptoPunk lao dốc không phanh luôn, và thậm chí còn chia đôi nữa. Đó thì mình sẽ không đánh giá quá cao cái mảng NFT ở trong quý 3 này. Nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái câu nhưng mà nữa. Nhưng mà NFT lại là một cái chủ đề mình rất là thích. Tại vì nếu mà anh em tìm hiểu kỹ NFT đó, anh em sẽ không có anh em dường như sẽ có một cái nhìn khác về NFT. Nó không phải là một cái game để mà tạo ra một cái bức ảnh, tạo ra một cái tác phẩm để mà mua qua bán lại nữa, mà sâu trong đó nó sẽ có những cái giá trị về mặt cá nhân, những cái giá trị về mặt chủ quyền mà anh em cần phải lưu tâm tới. Và ở đây thì bên Coin68 mình cũng đã có những bài viết chuyên biệt về NFT, thì anh em có thể click vào đây anh em đọc để mà anh em có thể hiểu rõ được là NFT nó mang lại cái giá trị gì cho người sở hữu của nó, và tại sao NFT lại xuất hiện, và nó có những cái giá trị gì nó mang lại cho xã hội nữa ha anh em. Rồi, và đó là sự kiện thứ tư. Và cuối cùng nữa, đây chính là một cái tâm điểm mà mình cho rằng sẽ kéo dài tới quý tư. Và trong quý tư, cái tâm điểm này nó cũng sẽ định hình lại thị trường sẽ chuyển động như thế nào trong quý tư cho anh em luôn. Đó chính là về mặt pháp lý. Thì anh em thấy là trong pháp lý thì
quý 3 của chúng ta hoàn toàn bị tan nát luôn. Tại vì là chúng ta có những câu chuyện về CPI, chúng ta có những câu chuyện về lạm phát, chúng ta có những câu chuyện về tăng lãi suất của Mỹ, đúng không? Khi mà anh em thấy trong quý 3 đó, cái DXY tức là cái đồng đô la, cái giá trị nó tăng rất là mạnh. Và khi nó lập đỉnh luôn, nó lập đỉnh trong lịch sử luôn, thì Bitcoin của chúng ta đã lao dốc như thế nào trong đó, đúng không? Rồi, và tiếp đến nữa trong quý 4 thì mình cũng xin nhắc lại anh em rằng là thời điểm này chúng ta hãy nên cẩn trọng. Tại vì ok, mình đồng ý với cái việc là Bitcoin đang hồi phục đó, nhưng ngày 13 tháng 10 tới đây chúng ta sẽ có một cái chỉ số CPI của tháng 9 được Fed công bố vào ngày 13 tháng 10, là vào tuần sau. Rồi, và tháng 11 và tháng 12 chúng ta còn hai đợt nâng lãi suất tiếp theo nữa của Fed. Đó, và dường như khi mà mình cảm thấy là cộng đồng bây giờ khi mà Bitcoin đang hồi phục quá là mạnh thì họ thường hay vẽ lên những cái điểm như là 22, 26 rồi thậm chí 28.000 nữa. Nhưng mà anh em hãy nên nhớ một điều rằng là cái mức lạm phát của chúng ta trên nền kinh tế toàn cầu đó bây giờ vẫn đang rất là cao, và chúng ta còn hai đợt siết lãi suất, nâng lãi suất khác từ Fed vào tháng 11 và tháng 12 nữa. Và một cái điểm nữa đó thì anh em để ý một tí cho mình là dạo gần đây anh em thấy rằng là vì cái tầm ảnh hưởng của đồng đô la quá là mạnh nên chúng ta liên tục có những cái gì, nếu trong quý 3 chúng ta có đồng euro bị trượt giá với đô la, đúng không, tức là giá euro thấp hơn đô la đó, thì trong quý 4 chúng ta thấy hai tuần gần đây chúng ta có bảng Anh nè, chúng ta có đồng yên của Nhật nè đó, và những cái chính phủ họ đã can thiệp trực tiếp vào cái thị trường luôn để mà có thể bình ổn giá, bình ổn cái tỷ giá hối đoái lại đối với đồng đô la. Và ngay cả cái câu chuyện lãi suất, anh em thấy rằng là bên phía EU và bên phía Anh và bên phía ngay cả Việt Nam của chúng ta nữa cũng đều cái câu chuyện nâng lãi suất nó đã cận kề khá là nhiều và họ đã thực hiện rồi đó. Thì anh em thấy rằng là nếu mà các quốc gia họ thực hiện tăng lãi suất như vậy để giữ bình ổn giá cái đồng tiền của họ đối với đồng đô la mà Fed cũng tăng lãi suất theo, thì chúng ta hãy nhìn nhận một cái câu chuyện thẳng thắn ở đây rằng là các chính phủ bây giờ họ đang siết chặt lại nguồn tiền để mà họ có thể ổn định cái nền kinh tế này lại, chống lại lạm phát. Và khi họ thực hiện cái chính sách mà siết chặt dòng tiền đó thì tiền ở đâu ra để bơm vào thị trường nữa, đúng không anh em? Và mình nghĩ rằng là trong quý 4 thì thị trường cũng sẽ chấp nhận một cái câu chuyện là chúng ta sẽ không thể nào uptrend nổi cả. Và nếu mà thậm chí có hồi phục thì cũng sẽ hồi phục mà thôi. Hồi phục lên tầm một cái mức nào đó rồi cũng sẽ bắt đầu điều chỉnh và lao dốc xuống. Và chúng ta hãy thẳng thắn với nhau là chúng ta vẫn đang trong một cái chu kỳ downtrend. Và uptrend khi nào? Uptrend thì mình nghĩ rằng là uptrend thì mình sẽ không thể nói cho anh em là khi nào chúng ta sẽ uptrend cả. Mình chỉ nói là khi nào thị trường khởi sắc trở lại mà thôi. Thì thị trường chỉ khởi sắc trở lại khi mà Fed và các chính phủ trên toàn thế giới họ thực hiện động thái pivot. Tức là sao? Tức là họ xoay trục cái chính sách của họ. Họ bắt đầu họ nới lỏng cái định lượng tiền tệ ra. Đó, họ nới lỏng cái định lượng tiền tệ và các chính sách của họ đối với tiền tệ nó không còn quá là siết chặt nữa. Thì lúc đó dòng tiền mới chảy vào các thị trường tài chính và đặc biệt là thị trường crypto. Thì lúc đó chúng ta mới xác nhận một cái xu hướng là thị trường của chúng ta đã bắt đầu chuyển dịch sang một cái xu hướng mới. Chứ còn bây giờ thì anh em thấy câu chuyện lạm phát vẫn đang nóng lên. Và tiền thì các chính phủ họ không có bơm ra nữa, họ đang siết chặt lại rất là nhiều. Và ngay cả Fed cũng có những cái lập luận khá là dịu hâu. Thì anh em hãy nhớ lại đi, chúng ta đã có Jackson Hole vào cuối tháng 8 và chúng ta cũng đã có những cái bài phát biểu của Fed và cái đợt nâng lãi suất gần đây. Đó là chúng ta là Fed sẵn sàng đánh đổi giữa việc hạn chế lạm phát và nỗi đau trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì các hộ gia đình, các doanh nghiệp, những việc làm, những người đi làm, những người nhân viên thì hãy chịu một cái nỗi đau tạm thời đi, để Fed có thể giải quyết được cái vấn đề lạm phát. Thì đó cũng là một cái bức tranh chung mà mình muốn chia sẻ cho anh em để mà chúng ta tiến tới một cái quý 4 đó. Và đặc biệt nữa thì như anh em thấy vào năm 2021 hoặc là năm 2020 thì vào cuối quý 4 thì thường thường thị trường của chúng ta sẽ không có tăng trưởng quá là mạnh, đúng không, ngoại trừ cứ phục hồi, tại vì đó cũng là cận Tết Dương ở bên châu Á của chúng ta đó. Và thường thường các quỹ đầu tư của bên phía châu Âu và châu Mỹ nữa thì họ cũng không có quá là hào hứng khi mà họ đổ tiền vào những cái tháng cuối năm đó, thì họ cũng ở bên chuyển là một cái thời gian chuyển giao qua năm mới của họ mà đó, nên là đó cũng là những cái điểm mà mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em trong video này. Thì cái video này nó chỉ tóm tắt lại những cái thông tin là như vậy thôi, và mình hy vọng rằng anh em thích video này. Và vào tuần sau nếu có gì thị trường có gì mà hay ho, nếu mà tuần sau thị trường có gì những cái chuyển biến gì khác thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Rồi, mình tạm biệt anh em nha, hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.